Mọi người nha, hôm nay mình đang có mặt ở bệnh viện 115 để chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn của một chị gái bị bệnh tim nha mọi người. Đây, mình đang đi đến khoa tim. Chị là tên là Nguyễn Kim Chi, để mình vào bên trong mình tìm chị như thế này nha mọi người. Kim Chi Nguyễn Trinh đó anh, một con không có cha mẹ, một con không cha mẹ. Rồi chị thì bệnh bao lâu à? Từ lúc từ nhỏ lớn bị sốt bệnh rồi. Nhưng mà anh là chồng của chị. Nhà mình ở đâu anh? Em ở trên Củ Chi anh. Thì mình ở Củ Chi rồi, công việc hàng ngày mình làm cái gì? Dạ em đi bán vé số bị ta đạp, bị gãy gỗ xương đùi. Là chị bán vé số bị đạp té? Dạ bây giờ bị tim, bị phổi. Dạ giờ đang phải nói bị tim. Dạ. Em chưa có rõ làm sao. Nên bị nặng đau trong tim. Dạ. 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 Có nghĩa là hiện tại là chị bị đau, bị tim, bị phổi. Dạ. Cái tiền nhà thuốc thang rồi chữa bệnh mà mình dựa vào đâu anh? Em chưa là em có hoàn cảnh này, có thằng em kêu xin nhà học thành cho em. Nhưng mà bao lâu nay thì chị chữa hết bao nhiêu tiền? Dạ cũng nhiều lắm. Em cũng xin các hội từ thiện giúp đỡ vì giờ em bị tức là liệt. Rồi chị bình thường chỉ làm gì? Dạ ở nhà. Nhà bán vé số đâu? Dạ giờ không bán số thì ta còn yếu quá không bán gì. Nhưng mà lúc trước là chị bán vé số. Dạ. Rồi có con gia đình anh có con đó. Dạ, con em 7 tuổi, đứa gái em 4 tuổi. Còn anh bình thường anh làm cái gì? Em đi đợt trước em đi phụ hồ. Phụ hồ bây giờ mình làm cái gì? Dạ em đi bán bánh bía. Bánh bía. Dạ. Rồi một ngày thì mình làm kiếm được nhiêu tiền? Dạ một ngày cứ thu nhập 100 mấy. 100 mấy. Tiền thuốc thang rồi con cái rồi mà. Dạ, cũng người ta cũng cho trong sớm người ta cho khổ quá giờ chỉ đau không? Đau nhiều không chị? Ăn uống gì được không anh? Dạ ăn ít lắm. Ăn ít lắm. Chị nằm viện này bao lâu rồi? Mới bữa thứ sáu. Dạ. Thứ sáu tới tuần này á. Dạ không, là bữa thứ sáu, bữa nay thứ hai. Dạ. Là ba ngày đó. Gầy quá anh. Rồi mình nằm ở đây một ngày bao nhiêu tiền? Dạ em chưa biết nhưng mà em chưa. Nhưng mà mấy bữa nay là mình nằm rồi mình có trả tiền viện tí rồi. Dạ em mới tạm ứng thôi à, chưa em tạm ứng nhiều quá anh không có tiền. Rồi không có tiền thì bác sĩ nói nha. Dạ mình cũng xin kêu trợ giúp dùm. Rồi giờ con ở bệnh viện hết rồi, con cái ai chăm? Dạ trên sớm con dùm. Rồi con cái anh có bị gì bệnh giống mẹ không? Dạ không. May quá. Chị nói được không chị? Mệt quá à. Ăn uống gì được không? Thôi thứ sáu sẽ chết rồi anh. Tim không thổi nổi. Dạ. Rồi bác sĩ hiện tại nói thông báo bệnh như thế nào? À, chưa kết quả. Dạ mới đi siêu âm. Rồi chưa người ta chưa kết quả. Đây là giấy xác nhận hộ nghèo của chị Nguyễn Kim Chi nha mọi người. Giấy này được là chủ tịch, phó chủ tịch của phường Tân Hưng, quận 7 ký. Và lúc trước là anh làm thợ hồ ở đây nên là được ở phó chủ tịch ở đây ký cho anh giấy hộ nghèo. Thì anh đây là anh chồng của chị, thì anh có mong ước gì không? Em mong ước là các mọi người luôn giúp đỡ cho vợ em thôi, em không cần ước gì hết á. Dạ cho vợ em mạnh khỏe cũng vui lắm rồi. Rồi mọi người nếu các nhà hảo tâm nếu xem được cái clip này thì có thể ủng hộ cho
chị Chi và chồng chị để cho hai vợ chồng có khả năng, có tiền để trang trải viện phí nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem clip, hẹn mọi người trong clip tiếp theo.